điều em ước mơ. Thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ, vẫn mơ rằng trọn đời này yêu anh mãi. Dù có tiếc nuối những đắng cay trong ngày mai, vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến ai. Vì tình yêu trong em sẽ mãi không bao giờ phai. Xin chào quý vị. Calip, thương hiệu âm thanh nghe nhạc nổi tiếng hàng đầu trên toàn thế giới, là một trong những hãng loa có lịch sử hình thành lâu đời nhất của đất nước Mỹ. Và ngày hôm nay thì Xuyến sẽ mang đến cho quý vị một cặp loa thuộc model mới nhất của thương hiệu Calip, đó chính là RP6000F 2 la mã. Với thiết kế kiểu dáng loa đứng hiện đại và sang trọng, cùng với chất lượng âm thanh hoàn hảo, sẽ mang đến cho quý vị những trải nghiệm âm thanh nghe nhạc và xem phim tại nhà mà không cần phải đến những rạp hát hay rạp chiếu phim. Hãy cùng Xuyến theo dõi tiếp theo video này để cùng khám phá chi tiết hơn về sản phẩm nhé. Loa Calip RP6000F 2 la mã là dòng loa thuộc model mới nhất của thương hiệu Calip, với những thiết kế sang trọng, bắt mắt và tinh tế, cùng với các kích thước chiều cao là 106cm, chiều rộng là 23,7cm và chiều sâu là 43,2cm, cùng với trọng lượng là chỉ có 22kg một chiếc loa thôi. Chính vì thế mà chúng ta có thể dễ dàng trong quá trình vận chuyển, lắp đặt hay là trang bị ở trong các không gian giải trí, nội thất gia đình. Và đối với cả phiên bản này thì sẽ có hai màu để lựa chọn, đó chính là màu walnut và màu đen. Với các thiết kế ở phía bao bọc xung quanh của loa thì được chế tác từ một lớp gỗ MDF cao cấp, sẽ giúp bảo vệ hệ thống linh kiện ở phía bên trong, và bên ngoài thì còn được sơn lên một lớp sơn chống xước màu vân gỗ để giúp loa bảo vệ được loa chống bụi bẩn, chống xước cũng như là chống được những tác động từ phía bên ngoài. Và ở phía mặt trước của loa thì quý vị có thể nhìn thấy là sẽ có hệ thống gồm có 3 loa gồm có một loa chép kèn với góc phủ âm là 90 độ. Cùng với chép kèn thì được cấu tạo từ lớp silicone, sẽ giúp cho âm thanh được lan tỏa sâu rộng hơn đến tai người nghe. Và ở phía bên dưới thì chúng ta sẽ có hai củ loa mix bass với đường kính là 16,5cm một củ loa. Và với củ loa mix bass thì cũng được trang trí rất là đặc biệt. Ở phía xung quanh thì được cấu tạo bởi một lớp viền nhún bằng cao su. Và ở phía mặt trước của bát loa thì sẽ được sơn lên một lớp sơn màu vàng đồng, giúp cho loa tăng tính thẩm mỹ, cũng như là đây chính là điểm nhấn của chiếc loa Calip RP6000F, với một điểm nhấn rất là sang trọng và đặc biệt. Đó, và ở phía bên dưới thì chúng ta sẽ có logo của thương hiệu Calip cùng với cả hệ thống chân đế rất là chắc chắn và độ cao vừa phải, giúp cho loa tránh tiếp xúc được với bề mặt đất để chúng ta đặt ở trong không gian gia đình. Khi mà chúng ta tránh được tiếp xúc với bề mặt đất thì chúng ta sẽ tránh được luôn bụi bẩn cũng như là chống được ẩm mốc. Ở phía mặt sau của loa thì được trang bị lỗ thông hơi, giúp cho âm thanh được lan tỏa chi tiết sâu rộng hơn và chống được sự rung nhiễu trong quá trình hoạt động. Cùng với đó là chạm loa 4 cầu loa, sẽ giúp chúng ta có thể dễ dàng kết nối với cả nhiều các mẫu loa đến từ các thương hiệu khác nhau. Và đối với cả Calip RP6000F 2 la mã là dòng loa được trang bị 3 loa và 2,5 đường tiếng, hoạt động với mức công suất max có thể đạt tới 500W và ở giải tần từ 34Hz cho đến 25kHz với độ nhạy là 97dB. Và đó là toàn bộ những thiết kế cũng như là mức công suất và khả năng phối ghép của mẫu loa này. Và vậy thì chất âm như thế nào, hãy cùng Xuyến trải nghiệm qua một số bản nhạc nhé. Bộ dàn ngày hôm nay thì Xuyến sẽ ghép cùng với cả một chiếc cốc tai audio X45 và một chiếc âm ly của thương hiệu Marantz 6007. Quý vị hãy cùng Xuyến trải nghiệm qua một số bản nhạc nhé. Nhớ lúc trước em anh hay nói rằng trời đẹp xanh như em với anh. Này người yêu em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sao chẳng thành, vì em ra đi trước anh. Này người yêu khi anh nhớ em, hãy ngước lên trời xanh. Mình đã gửi con tim qua phong thư màu xanh, mình
đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài say. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ ai. Này trời xanh có thâu có biết trái tim này, còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta? Anh đi đồng quê màu xanh lúa, yêu cây súng trong tay. Anh giữ yên ngọt ngào tiếng ru hời, và khi chúng ta xa nhau gặt nhiều mùa vàng tiền phương, anh vui thắng giặc. Ôi Việt Nam đất nước tình yêu, bên lũy tre xanh xây nhiều công trình, giọng hò thiết tha yêu đất nước tràn hòa. Ôi Việt Nam đất nước tình yêu, anh dẫn em đi ôn nhiều kỷ niệm cùng nhiều ước mơ cuộc sống. Và vừa rồi là một số những bản nhạc mà chúng ta được trải nghiệm trên bộ dàn Calib RP6000F ngày hôm nay. Nếu như quý vị quan tâm tới cặp loa thì hãy gọi đến tổng đài của Bảo Châu Elec 1900 0255 hoặc số điện thoại của Xuyến 0395 487 800. Và cách thức thứ hai là quý vị có thể đặt hàng trên website bảochouelec.com. Cách thức thứ ba là quý vị có thể đến trực tiếp các showroom của Bảo Châu Elec trên toàn quốc để lựa chọn cho mình những sản phẩm ưng ý nhất. Và Bảo Châu Elec với hệ thống 11 showroom trên toàn quốc, chúng tôi miễn phí giao hàng và setup lắp đặt với đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu, miễn phí giao hàng trong bán kính 30 km, miễn phí setup lắp đặt và có hỗ trợ trả góp với mức lãi suất chỉ từ 1%. Hiện tại thì sản phẩm loa Calib RP6000F 25 mã đang sở hữu mức giá khuyến mại tại Bảo Châu Elec là 27.800.000. Tuy nhiên quý vị có thể gọi điện để được báo giá với mức giá tốt hơn, mức giá niêm yết trên website của Bảo Châu Elec. Và với các sản phẩm đến từ Bảo Châu Elec thì chúng tôi luôn cam kết là hàng mới chính hãng và có mức giá tốt nhất thị trường. Nếu như quý vị phát hiện ra hàng không chính hãng thì chúng tôi sẵn sàng đền gấp 3 lần so với giá trị của sản phẩm. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của Bảo Châu Elec nhé. Nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp?
bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Alex sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!